Vậy giờ anh em video này mình sẽ đi với anh em một con tai nghe giá rẻ nhá, tai nghe Bluetooth. À, đến từ một thương hiệu rất là quen thuộc trên kênh YouTube của mình rồi. Đó là Bluetooth. Mình review thương hiệu này. Ví dụ như là máy bơm hay là tai nghe trùm tai hay là những cái đồ gia dụng, máy pha cà phê vân vân, hay là nồi lẩu nướng gì đấy của Bluetooth dùng khá là ngon nhá. Và họ làm cũng khá chất lượng luôn, giá thành rẻ nữa. BW FPE1 có cả đèn các kiểu. Bluetooth. Review hết trên kênh mình rồi. Thông số xung quanh hộp xanh đặc trưng này, pin 30mAh, tai nghe và cục sạc là 350, Bluetooth 5.0 nghe 4 tiếng, bóc siêu này anh em, bóc siêu móng tay cũng được. Và sản phẩm chúng ta đây, hộp Bluetooth thì lúc nào cũng có cái đánh giá sản phẩm này với cả sách hướng dẫn sử dụng, ngôn ngữ mở ra ta thấy đang sạc rồi này. Ui, nhẹ tênh luôn này, phụ kiện cắp sạc các là có cả dây đeo luôn, dây đeo kết luôn. Tai xì nhá, rẻ được tai xì luôn. Nhẹ thật sự luôn anh em ạ. Mà nó khá là đẹp, nó bo và nó dẹt, nhìn nó khá là đẹp và lạ nữa. Ta sẽ treo cái dây ở đây. Đồ logo Bluetooth này. Nhựa sờ cũng ổn. Và mở lên này. Nó có hít này. Ở đây có cái khe để chúng ta mở. Ở dưới là cổng sạc tai xì. Sạc kề chúng ta phải lật ngược này. Thông số như trên hộp thôi. Hộp dẹt vãi chưởng luôn đấy. Kiểu họ tiết kiệm diện tích và có 500 hít nhá, 500 hít cũng khá là ổn. Nhưng mà cái này anh em không cẩn thận là đặc biệt là các bé mà dùng cầm nghịch thì có thể bị gãy luôn. Đấy, nhìn nó mỏng manh như thế này các bạn. Cái bản lề nó mỏng manh này thôi. Để chúng ta dùng để giữ gì? Bên trong này, LR, khu vực sạc, thế thôi. Em thấy nhỏ gọn không? Tai nghe thì earbud thì mình thích những cái dòng tai nghe kiểu này, không phải in-ear, mình không thích in-ear. Đấy và nhẹ thực sự, rất là nhẹ luôn. Nhẹ hơn khá là nhiều so với những tai nghe khác nhá. Earbud khác mình đã review. LR chân sạc này, màng loa 1, 2. Khu vực cảm ứng nhá, không phải nút. Đồng tâm này khá đẹp và có đèn thông báo kết nối Bluetooth, đèn sạc, mic, cơ bản nó là vậy. Mình không thích đeo in-ear tại vì đeo những cái dòng earbud này nó tạo cảm giác thoải mái khi đeo lâu dài này. Đeo in-ear mình thấy nó hơi bị bí tai. Mặc dù in-ear thì cách âm có thể nó tốt hơn. Kết nối nghe thử xem. Đây, về cảm giác đeo thì khá là thoải mái. Ok rồi, cái ưu điểm của này, thứ nhất là nó đeo dễ chịu thoải mái. Thứ hai là cảm ứng của nó cực kỳ nhạy luôn, chạm vào phát ăn ngay, không như những con dòng tai nghe rẻ tiền khác. Nó khá là khó ấn, khá là khó thao tác, thì con này cứ chạm vào đúng điểm phát nó còn sẽ có cái tiếng beat nhẹ và nó nhạy, rất là nhạy. Rồi còn về khả năng nghe nhạc thì bass beat check, bass giờ nó cũng ổn, không phải là xuất sắc nha anh em. Anh em có thể nghe đặc sản được. Và mid check thì check nghe ổn hơn mid. Đó, nói chung là trong 3 giải thì mình đánh giá giải bass với cả check nghe hay hơn giải mid. Và âm lượng của nó không phải là quá to, mà volume lên sẽ không gây đứt tai nhá. Còn về chơi game thì con này anh em có thể mua chơi được. Có delay nha anh em, con này có delay. Delay khoảng tầm gần 1 giây. Mình cho anh em nghe này. Đó, delay khoảng gần 1 giây nhá. Có thể chơi được game thôi. Tạm thôi nha anh em. Tổng kết lại thì một con tai nghe giá rẻ, thiết kế với cái đốc sạc khá là bắt mắt, nhẹ, gọn, thời trang, trải nghiệm thì ở mức tạm ổn thôi nha anh em. Anh cảm thấy video hay thú vị đăng ký kênh, nhấn chuông để nhận thông báo video mới nhất của mình. Cảm ơn anh em theo video này. Bye bye anh em. À, anh em mà quan tâm đến sản phẩm này thì xem ở dưới mô tả video nhá.